Trong phiên làm việc sáng nay, Quốc hội khoa H15 đã biểu quyết thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 với tổng số 468 trên 465 số phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 93,19% tính trên tổng số đại biểu. Theo nghị quyết, dự toán tổng số thu ngân sách nhà nước năm 2022 là 1.411.700 tỷ đồng, Tổng số chi ngân sách nhà nước là 1 triệu 784.600 tỷ đồng. Mức bội chi ngân sách nhà nước là 372.900 tỷ đồng, tương đương 4% tổng sản phẩm trong nước GDP. Tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 572.686 tỷ đồng. Về thực hiện chính sách tiền lương, nghị quyết nêu rõ, lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương quy định tại khoảng 3.4 của nghị quyết số 23-2021-QH15 của Quốc hội, Ưu tiên điều chỉnh lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm 1995, trước đó tại nghị quyết số 23 của Quốc hội đã quyết nghị việc tập trung nguồn lực để cải cách tiền lương từ ngày 1 tháng 7 năm 2022.